như các bạn đã thấy đấy, đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối bản đồ gửi chúng ta đi làm nhiệm vụ về tình bạn. Phải đấy, kể từ lúc Starlight gây rối khi quay ngược thời gian và cố thay đổi lịch sử. Đúng vậy, kể từ đó, Starlight đã theo phụ giúp mình, cũng là để bạn ấy học hỏi thêm, và bọn mình nghĩ rằng bọn mình đã tìm ra câu thần chú để bản đồ hoạt động trở lại. Bây giờ, không để các bạn chờ lâu nữa. Fluttershy và Twilight đến Appaloosa ư? Không. Mình và Rainbow Dash đến Las Pegasus. Không. Rainbow Dash và Twilight đến Yakakistan. Twilight và Twilight đến lâu đài của Twilight. Mình và Brarity. Hy vọng được đến một nơi thật xa mà bọn mình chưa ai đến đó. Ôi, có lẽ không xa lắm đâu. Còn mình thì thích có một chuyến phiêu lưu đến một nơi tiện nghi hiện đại. Canterlot, ôi tuyệt vời quá, sẵn tiện mình kiểm tra cửa hàng. Có lẽ sẽ có vài sự kiện gì đó mà chúng ta có thể tham gia. Mình sẽ chuẩn bị thêm hành lý. Mình sẽ mặc gì đây? Bạn biết đấy, nhiều người lại cảm thấy hào hứng về những điều ngốc nghếch nhất. Body xinh đẹp hỡi, body của mọi người, tình bạn cao đẹp lắm, em biết không? Body xinh đẹp hỡi, body của mọi người, tình bạn thật nhiều. Bộ phim Pony bé nhỏ tình bạn diệu kỳ phần 6. Tập phim Hãy làm cho cuộc sống thú vị hơn. Và bây giờ, để đi tìm kiếm vấn đề về tình bạn, theo ý mình chúng ta hãy khởi hành từ lâu đài và bắt đầu đặt câu hỏi về... Ôi Rarity, không cần phải đi tìm đâu, nó sẽ tự tìm đến. Nên cứ để mọi việc diễn ra một cách tự nhiên. Và có thể là chúng ta sẽ tìm ra vấn đề tình bạn ngay trước mắt mình thôi. Đây là công việc của cả nhóm, nên nếu bạn muốn để mọi việc diễn ra tự nhiên, vậy thì cứ để tự nhiên cho mọi việc diễn ra. Vậy tự nhiên mách bảo chúng ta phải đi đâu đây? Bạn biết rõ nơi này, nên theo bạn thì nên đi đâu? Bạn chọn đi, đi xem kịch, thời trang hay là ăn uống? Ôi trời, có vẻ như cái bụng của bạn đang nói rằng chúng ta nên đi tìm gì đó cho bữa trưa. Mình biết phải đi đâu rồi. Chuỗi nhà hàng chắc chắn là nơi tốt nhất Equestria, phục vụ những bữa ăn ngon tuyệt. Ôi, nhiều lựa chọn quá. Bọn mình nên đi đâu đây? Chỗ này hay là chỗ này? Vào nhà hàng có cái hình này này. Hình ba cái móng. Móng của ai thế? Đó là Jessie Gorman, nữ hoàng ẩm thực. Khi nói đến ẩm thực thì cô ấy là người có ảnh hưởng lớn nhất ở Canterlot, cũng như khắp Equestria. Cô ấy đánh giá một nhà hàng về thức ăn, cách trang trí và phục vụ. Nhà hàng không được cô ấy khen thì xem như không thể tồn tại. Tại sao nhận xét của cô ấy lại quan trọng đến vậy? Jessie lớn lên bên những buổi tiệc tùng, cho nên khi nói đến ẩm thực thì mọi người ai cũng xem trọng lời nói của cô ấy. Vậy thì thức ăn ở đây chắc phải tuyệt lắm. Bạn dẫn đường đi, Rarity. Ôi trời ơi, xem cách trang trí kìa. À, phải rồi. Rất tuyệt. Xem ra mình không thể nuốt nổi món ăn ở nhà hàng này. Bọn mình đến nhà hàng khác được không? Có lẽ phải thử nhà hàng khác thôi. Không. Thay vì cứ chọn nhà hàng có móng của ai đó, để cho mình chọn nhà hàng tiếp theo được không? Thôi được. Nhà hàng Tasty Treat nhìn rất là bình thường. Có vẻ như nhà hàng này chưa từng được công nhận. Cảm ơn trời. Có chắc là họ có bán không đấy? Có vẻ là có đấy. Các bạn đến ăn trưa sao? Đúng như vậy. Mình là Saffron Masala, đầu bếp của nhà hàng Tasty Treat, nơi có các món ăn kỳ lạ nhất Canterlot. Các bạn có muốn nghe giới thiệu món đặc biệt không? Thật ra bọn mình có hơi... Bạn kể đi. Nhà hàng chúng tôi có món bánh curry.
cho bọn mình một cái. Ngoài ra còn có một món sandwich cỏ đã được ướp qua đêm với nước sốt rau trộn mù tạt. Làm sao bọn mình có thể từ chối được chứ? Còn bạn thì sao? Mình ư? Ồ, mình đủ rồi, cảm ơn. Không được công nhận. Xem ra thì cũng chẳng có người khách nào cả. Chào chú tên là gì vậy ạ? Coriander cumin. Chú cũng là đầu bếp ở đây sao? Con gái chú nấu, chú là ông chủ. Tại sao chú lại xếp ghế vậy? Vì không có khách nên chú không biết phải phục vụ khách hàng nào, cho nên chú phải xếp ghế thôi. Bố ơi, dừng lại đi. Đừng đóng cửa nhà hàng trước mặt khách hàng chứ. Có sao đâu, bởi vì sau khi họ đi, sẽ chẳng có ai vào đây nữa đâu. Ôi, thái độ của bố làm cho company nào muốn vào. Bố không thể giả vờ lịch sự một chút được sao? Ngon quá. Còn giả vờ như vậy là quá đủ rồi đấy. Không có ai muốn thử những món mới của nhà hàng mình đâu. Bố biết khi nào thì nên nghỉ bán. Pinky, có lẽ chúng ta nên rời khỏi đây thôi. Ôi, Rarity, ăn thử đi. Thì bố cũng nên lắng nghe ý kiến của con một lần chứ. Ồ, phải rồi. Bố đâu có đi cách xa còn nửa vòng Equestria đâu mà lại không nghe tiếng của con nói chứ. Rarity, mình nghĩ vấn đề về tình bạn đang diễn ra ngay trước mắt chúng ta đấy. Hai cha con họ sao? Mình cũng chẳng biết nữa. Thức ăn ngon tuyệt. Nhưng mình không chắc là chúng ta có thể làm gì để giúp cha con họ. Chúng ta có thể làm gì đây? Khi Zesty Common không ghé qua nhà hàng của chúng ta, cô ấy nhìn thấy nhà hàng vắng vẻ như thế này nên cho rằng nhà hàng của chúng ta không đáng để đánh giá. Đúng rồi. Đúng cái gì ạ? Tự nhiên đã dẫn chúng ta tới đây. Đây chính là nhiệm vụ của chúng ta. Bọn con sẽ giúp chú có được chứng nhận nhà hàng ba móng và cứu nhà hàng này. Con có thể mời Jesse Common đến đây. Và con sẽ làm nơi này chật kín khách. Nhưng bọn con định làm bằng cách nào đây? Cứ để cho bọn con lo. Bố ơi, bố làm ơn đừng dọn đồ nữa mà. Khi mấy cô bé dễ thương đó quay lại và nói rằng không thể thuyết phục được Jesse Common ghé thăm nhà hàng của chúng ta, thì chúng ta sẽ phải thu dọn tất cả đồ đạc, nên bố làm trước là vừa. Vậy là chú chưa biết tài của Rarity rồi. Con đã mời được rồi. Thấy chưa? Con phải trổ hết tài dụ dỗ và quyến rũ của con. Cuối cùng cũng có thể thuyết phục được Jesse Common đến đây để thử món ăn. Làm sao mà hay quá vậy? Nhưng mà có một chút thử thách. Đó là cô ấy chỉ có thể rảnh vào một giờ duy nhất, đó là tối nay. Ồ, phải rồi. Thử thách gì thế? Jesse đánh giá một nhà hàng dựa trên thức ăn, cách bày trí và phục vụ. Cô ấy có một vị giác rất đặc biệt. Nếu như cô ấy đến tối nay, thì chúng ta sẽ có rất nhiều việc cần phải chuẩn bị. Chẳng hạn như gì? Sửa sang chỗ này, dọn dẹp chỗ kia và thay đổi một chút về thực đơn. Chúng ta chỉ cần làm cho nơi này trở nên sang trọng hơn. Bố à, Rarity đã giải quyết tất cả rắc rối giùm chúng ta. Vậy ít ra chúng ta cũng phải cố gắng chứ. Mình sẽ ở lại đây giúp chú Coriander sửa sang nhà hàng để chuẩn bị đón tiếp Jesse. Còn bạn và Saffron, hãy cố gắng mời gọi khách hàng nhé. Nhà hàng sẽ chật ních khách ngay thôi. Chú Coriander, con hiểu được lo lắng của chú. Và con hứa với chú, chúng ta sẽ nhận được chứng nhận móng bằng cách biến nơi này giống như tất cả các nhà hàng khác trong chuỗi nhà hàng. Hy vọng là bố của mình không làm Rarity nổi điên. Không sao đâu, Rarity chắc chắn sẽ làm cho Tasty Treat trở thành nhà hàng đặc biệt nhất và đẹp nhất Canterlot, khác hẳn với mấy cái nhà hàng tẻ nhạt trong chuỗi nhà hàng này. Sau đây là những gì con biết. Nếu chú muốn thành công, thì phải chạy theo xu hướng, đó chính là chìa khóa thành công. Nếu chú muốn thể hiện mình, thì phải có những gì khách hàng cần, phải thay đổi theo những gì khách hàng mong muốn. Còn đây là những gì mình biết. Món ăn của bạn rất ngon, mùi vị rất hấp dẫn và miễn phí. Bạn chỉ cần tạo được hương vị độc đáo đó. Cố lên nào, hãy là chính mình, hãy cho mọi người thấy. Sẽ thành công thôi, mình biết sẽ thành công. Sẽ thành công tốt đẹp, xin hãy tin tưởng ở mình. Sẽ thành công, mình thề là sẽ thành công. Sẽ thành công tốt đẹp, rồi bạn sẽ thấy. Chú cần phải thay đổi nếu chú muốn tranh tài. Nhưng đừng sợ, bởi vì con biết phải làm gì. Con biết chuyện này rất lạ, nhưng xin hãy tin con khi chúng ta làm cùng nhau. Chúng con chắc chắn là chú sẽ thành công. Đừng bao giờ thay đổi. Tạo khác biệt là tốt.
Đừng để những gì người khác làm ảnh hưởng đến mình. Đừng bao giờ sắp xếp lại, bởi vì có pony nào đó đã nói rằng bạn hãy tin tưởng vào trái tim mình, nó sẽ mách bảo bạn phải làm gì. Sẽ thành công thôi, mình biết sẽ thành công. Sẽ thành công tốt đẹp, xin hãy tin tưởng ở mình. Sẽ thành công, mình thề là sẽ thành công. Sẽ thành công tốt đẹp, rồi bạn sẽ thấy. Phải thật độc đáo, bạn nói đúng đấy. Hãy tin tưởng vào trái tim bạn, bạn sẽ tạo nên tên tuổi của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn thực hiện từng bước một. Bởi vì chúng tôi biết bạn cần phải làm gì, và bạn cũng nên biết điều đó. Sẽ thành công thôi, mình biết sẽ thành công. Sẽ thành công tốt đẹp, xin hãy tin tưởng ở mình. Sẽ thành công, mình thề là sẽ thành công. Sẽ thành công tốt đẹp, rồi bạn sẽ thấy. Sắp hết ngày rồi mà chúng ta vẫn chưa mời được pony nào hết. Chúng ta phải làm gì đây? Hãy cố gắng hơn nữa. Thưa các bạn ngựa thân mến, hãy thử các món ăn siêu kỳ diệu và tuyệt vời của nhà hàng Tasty Treat sẽ tưng bừng mở cửa trở lại vào tối nay. Đó là nhà hàng mấy móng vậy? Chưa có móng, nhưng hy vọng sẽ có nhanh thôi. Vậy thì khi nào được chứng nhận thì hãy báo với chúng tôi nhé. Đúng là cái móng ngốc nghếch. Ôi, nhìn kìa. Tasty Treat. Anh có nghĩ đó là nhà hàng không? Chúng tôi từ Winnipeg đến Cantaloupe du lịch. Nhưng cho đến nay, thức ăn ở tất cả các nhà hàng kiêu căng này tạo cảm giác giống như người ta nấu mà không hề cho bất cứ thứ gì vào. Vậy thì xin hãy ghé nhà hàng Tasty Treat. Còn nghĩ đó chính xác sẽ là những gì mà cô chú đang tìm kiếm ạ. Đây chắc chắn sẽ là những gì mà Jesse đang tìm kiếm. Bố ơi, chúng ta đã... Rarity, bạn đã làm gì thế? Chào mừng đến với Tasty Treat. Bạn có thể ăn ở đây nếu bạn muốn, hoặc là không. Ai quan tâm chứ? Mình biết, chưa hoàn hảo đúng không? Nhưng chắc là Jesse sẽ thích. Mình cứ tưởng chúng ta đang cố gắng biến nơi này thành nhà hàng đặc biệt và đẹp nhất Cantaloupe, chứ không phải là làm cho nó giống với mấy nhà hàng khác. Chúng ta muốn giúp bạn của chúng ta có được chứng nhận ba móng. Điều đó sẽ chỉ xảy ra khi nó giống với các nhà hàng khác. Bố ơi! Cái gì đây? Không được. Gì cũng được, nhưng trừ món này. Đây là những gì mà chúng ta cần phải nấu nếu chúng ta muốn thành công. Đây không phải những gì mà con muốn. Con muốn mọi người thích chúng ta vì chúng ta là chính mình. Rarity, sao bạn lại phá nhà hàng thế? Chúng ta đang bảo vệ nhà hàng mà. Được rồi, khách hàng ở đâu? Có bao nhiêu khách đến đây vậy? Hai. Hai thôi sao? Mình nhớ bạn nói có thể khiến nơi này chật ních khách. Chỉ là chuyện nhỏ thôi mà. Còn bạn nói bạn sẽ làm cho nhà hàng tốt hơn mà. Mình nghĩ có lẽ cả hai chúng ta đã không hiểu ý của nhau. Jesse Coleman, mọi người, vào chỗ đi. Chào mừng đến với nhà hàng Tasty Treat. Tôi có thể phục vụ gì cho cô tối nay? Món nào cũng được hết, nhưng bằng mọi cách, hãy cố hết sức để tạo ấn tượng. Hai chúng tôi sẽ thử điều đặc biệt tối nay, có lẽ với một chút thú vị. Chúng tôi đang thèm những món ăn có mùi vị thơm ngon thật sự. Saffron Masala, con đang làm cái gì thế? Con đang cố gắng cứu danh tiếng của chúng ta. Con chỉ cho thêm vào một chút gia vị thôi. Không không không, đó không phải những gì mà Jesse thích. Có chuyên gia ẩm thực nào mà lại không thích gia vị chứ? Thật là ngốc nghếch. Mình sẽ đem cái này ra ngoài đó. Đừng mà, Jesse không thích đâu. Bạn sẽ làm hỏng mọi chuyện nếu đem ra đó. Không đúng, mình đang cố sửa lỗi lầm của bạn khi bạn đã làm hỏng mọi chuyện. Không. Tôi nghĩ vậy là đã xong rồi đấy. Cô Jesse, đợi một chút, cho phép tôi được giải thích. Rarity, nếu nói về thời trang thì cô quá giỏi. Nhưng tôi muốn khuyên với tư cách là bạn bè. Đừng tham gia ý kiến về lĩnh vực nhà hàng. Thức ăn kém chất lượng, cách phục vụ nực cười. Và tôi thậm chí nghĩ rằng cô có thể nhận ra được rằng cách trang trí ở đây nhằm cố cứu vãn tình hình, nhưng xem ra lại tạo ra một sự sai sót lớn. Giới thiệu một nơi tai tiếng như thế này có thể làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới chỗ đứng của cô trong xã hội đấy. Tai tiếng ư? Tai tiếng với một nơi có thức ăn ngon thật sự sao?
Ai cũng có thể truyền công thức cho nhau và tạo ra một mùi vị mà chỉ có thể gây ấn tượng với các pony không có trình độ như hai vị khách ngồi bên kia mà thôi. Nên cần phải có một nghệ sĩ ẩm thực thật sự để tạo ra một hương vị tinh tế. Lời góp ý chân thành nhất của một người có tiếng tăm. Đó là những gì tôi mang đến cho Canterlot. Chính là nghệ thuật. Con thấy xấu hổ quá. Con không biết dùng từ nào để diễn tả lời xin lỗi chân thành của bọn con. Điều tồi tệ nhất đã xảy ra. Bây giờ có buồn cũng không thay đổi được gì đâu. Đây, món này luôn luôn làm con thấy vui hơn khi con còn nhỏ. Món mì cay nhạt nhẽo của ba sao? Ôi trời, món này tuyệt quá. Đây là món ngon nhất mà bạn đã làm. Vậy mà mình cứ nghĩ món trước đó mình thử đã là ngon lắm rồi. Đó là tất cả những gì mà con muốn làm đấy, thưa bố. Nhớ những món ăn cho mọi người ở Canterlot, giống như những món mà chúng ta đã nấu cùng nhau khi con còn nhỏ. Đã lâu lắm rồi hai cha con mình không có nấu ăn cùng nhau. Còn nhớ con thường giấu công thức nấu ăn mà con không thích như thế nào không? Bạn biết không? Ai mà thèm quan tâm mấy pony cổ hủ nghĩ gì về thức ăn ở đây, đúng không? Chính xác. Và cũng không cần ba cái móng ngốc ngách treo trước cửa nhà hàng. Chính xác gấp đôi. Chỉ cần những pony ở đây công nhận là được rồi. Họ sẽ kể với những pony khác ở Canterlot rằng nhà hàng Tasty Treat là ngon nhất trong thành phố. Chính xác lần thứ ba. Nhưng nếu không được Jesse công nhận thì sẽ chẳng ai thèm thử món ăn của chúng tôi đâu. Họ sẽ thử mà. Pinky, bọn mình là một đội hoàn hảo phải không nào? Chúng ta đã gây ra lỗi lầm. Giờ mình sẽ ra ngoài mời gọi mọi người. Còn bạn ở lại đây. Và chắc chắn làm nơi này sẽ lại đặc biệt và dân dã như giây phút đầu tiên chúng ta bước vào đây. Còn chúng tôi làm gì? Hai người sao? Hai người sẽ nấu ăn, làm những gì mà chú muốn và nấu nhiều nhiều một chút. Vì con định sẽ dẫn về cả đám đông đấy. Người chủ của một trong những cửa hàng thời trang hàng đầu ở Canterlot tỏ ra thán phục về một điều gì đó, thì chắc chắn điều đó sẽ tuyệt diệu lắm đúng không nào? Sắp tới giờ rồi đấy. Mọi người đã sẵn sàng để mở cửa trở lại lần nữa chưa? Trước khi mở cửa, bố của mình và mình muốn nói cảm ơn hai bạn đã giúp đỡ hai bố con mình. Mình đã quá lo lắng cho sự thành công của nhà hàng mà quên mất một điều quan trọng là mình và bố đã từng yêu mến công việc này. Cùng nấu ăn là công việc mà hai bố con chúng tôi từng yêu thích. Cho dù có chuyện gì xảy ra, bố cũng cảm ơn con đã nhắc bố chuyện đó. Ôi, mọi người ơi, ôm nhau nào. Và bây giờ, bắt đầu một bữa tiệc tưng bừng nào. Wow, nhìn có vẻ rất ngon. Chào mừng đến với nhà hàng Tasty Treat. Xin mọi người hãy tự nhiên nhé. Xin mời, hãy ăn thoải mái đi nào. Chuyện gì thế này? Mọi người đang làm gì ở đây? Nhà hàng này không có móng nào hết. Bởi vì nó không đạt yêu cầu về tiêu chuẩn món ăn mà tôi đã đặt ra cho Canterlot. Không ai nói với cô, nhà hàng này được công nhận, phải không nào? Rarity và bạn cô ấy nói ở đây ngon. Chính họ đã nói như vậy. Họ đã nói sao? Họ là ai mà có thể nói với cô như vậy chứ? Rarity có thể nói cho cô biết cái mũ nào nên kết hợp với cái váy nào. Bạn của cô ấy có thể nói cho cô biết cách để tạo ra một vẻ ngoài thảm hại với một cái bờm xoăn. Nhưng không thể nói cô nên ăn những món ăn gì. Không, chúng tôi không thể. Và cô cũng vậy. Không một ai có quyền áp đặt suy nghĩ của người khác. Zesty, cô rất đặc biệt và rất kỳ lạ. Phải, cô có ý kiến rất kỳ lạ về ẩm thực. Đó là quyền của cô. Nhưng không có lý do gì bắt mọi người ở đây phải làm giống như cô. Rarity nói đúng đấy. Theo tôi thấy thì thức ăn ở đây rất ngon. Tôi là chủ nhà hàng Smoke Oat trong chuỗi nhà hàng. Nhưng tôi ghét thức ăn chúng tôi làm ra. Từ giờ trở đi, tất cả chỉ có xông khói, rán và nướng mà thôi. Ẩm thực là nguồn cảm hứng sáng tạo. Tôi là chủ nhà hàng Bake Stop. Từ giờ tôi sẽ nướng bánh theo cách mà mẹ tôi đã từng làm. Thơm ngon đậm đà. Phải đấy, nói rất đúng. Jesty, cô có chắc không muốn thử món ăn ở đây? Xem thường một nhà hàng độc đáo và tươi ngon như vậy có thể sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến địa vị xã hội của cô đấy.
Cảm ơn hai bạn rất nhiều. Cả hai đứa thật sự rất tuyệt vời. Không gì có thể ngăn cản được bộ đôi năng động Pinky và Rarity. Ngon quá, ngon thật đấy.